Thu Trang và ông Việt xin được kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình TV Shopping. Thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay thì khẩu trang được xem là vật bất ly thân đối với mỗi chúng ta. Không chỉ có tác dụng ngăn ngừa sự lây lan của virus mà còn có khả năng chống bụi mịn do ô nhiễm không khí vô cùng hiệu quả. Dạ vâng thưa quý vị, cũng chính vì vậy mà khi lựa chọn khẩu trang thì tôi phải tìm hiểu rất là kỹ anh Âu Việt ạ. Qua tìm hiểu thì Thu Trang thấy rằng hiện nay rất nhiều người đang sử dụng khẩu trang y tế N95, KF94. Khẩu trang y tế 4D đến từ thương hiệu TH ProMax được sản xuất bởi công ty phân phối khẩu trang y tế chuyên nghiệp iTech 360. Vậy những sản phẩm này có những ưu điểm gì được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn đến như vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng thưa quý vị, khẩu trang TH ProMax là sản phẩm có lớp vải lọc cao cấp giúp đem lại khả năng lọc khuẩn, chống giọt bắn, kháng khuẩn lên đến 99,45%. Bên cạnh đó, loại khẩu trang này còn có khả năng lọc được 95% bụi mịn 0,25 micron trong không khí. Nhờ vậy, việc phòng ngừa các bệnh liên quan đến đường hô hấp cũng được hiệu quả hơn. Vâng, quý vị biết không ạ, loại vải iTech 360 sử dụng là loại vải không dệt cao cấp, có cấu tạo từ các hạt polypropylene với ưu điểm là chống thấm chất lỏng, khả năng cách nhiệt cao, thấm hút tốt. Trong khi đó thì vải lọc kháng khuẩn dùng làm lớp lót giữa cho khẩu trang, có chức năng làm sạch các loại bụi bẩn, lọc bụi và vi khuẩn. 100% giấy kháng khuẩn trong chiếc khẩu trang này là loại giấy lọc được dùng trong y tế. Và không những thế, iTech 360 áp dụng dây chuyền sản xuất hiện đại tiên tiến đạt chuẩn ISO 13485-2016, TCVN 8389-1-2010. Xưởng sản xuất khử khuẩn của công ty có thể tạo ra khoảng 500.000 sản phẩm mỗi ngày. Vâng thưa quý vị, khẩu trang KF94 TH Pro Max được thiết kế 4D, ngăn bụi mịn, không xù lông, gây cảm giác khó chịu cho người sử dụng. Thiết kế hình oval dạng gập để có thể bỏ túi dễ dàng sau khi sử dụng. Và chất liệu vải không dệt, không gây kích ứng trên da mặt. Quay tay thì bằng chất liệu cao cấp, có thể điều chỉnh dễ dàng, không gây đau nhức khi đeo trong thời gian dài. Và đặc biệt khẩu trang y tế N95 gồm hai loại có van và không van dành cho người lớn và trẻ em. Loại khẩu trang này được thiết kế 5 lớp dày dặn, kháng nước tốt, đặc biệt an toàn cho làn da người sử dụng, kể cả làn da nhạy cảm. Dạ vâng, rất tuyệt vời thưa anh Âu Việt. Và theo thông tin từ nhà sản xuất thì khẩu trang kháng khuẩn N95 5 lớp sản xuất từ vải không dệt 100% hạt nhựa polypropylene nguyên sinh. Chính vì thế mà có thể thấy là mặt vải rất là mịn, bóng đẹp, không xù lông, không bụi mịn, an toàn cho hô hấp và không gây bí da. Và khẩu trang KF94 sử dụng túi đựng là túi có lớp màng bạc, đảm bảo vệ sinh và bảo quản tiêu chuẩn. Để mua đúng hàng chính hãng, quý vị lưu ý, trên hộp đều dập hình nổi, chúng ta có thể nhìn thấy được hoặc là sờ tay vào cũng có thể cảm nhận được hình nổi đó. Ngoài ra, tất cả các sản phẩm của iTech 360 đều có tem chống hàng giả của Bộ Công an. Quả là một sản phẩm vô cùng cần thiết để chăm sóc sức khỏe trong mùa dịch cho cả gia đình chúng ta đúng không ạ? Nếu quý vị có nhu cầu đặt mua các sản phẩm này của công ty iTech 360 thì hãy gọi ngay đến số hotline 0981 731 589 hoặc đặt hàng qua fanpage Khẩu trang y tế iTech 360. Hiện tại thì công ty có kho hàng tại trụ sở sản xuất tại Từ Sơn, Bắc Ninh, kho hàng tại Sài Gòn và kho hàng tại Nha Trang. Quý khách hàng có thể đến những địa điểm này để mua hàng quý vị nhé. Vâng ạ, chúc quý vị sẽ luôn mạnh khỏe, an toàn vượt qua đại dịch. Và đừng quên gặp lại chúng tôi vào khung giờ quen thuộc của TV Shopping hàng ngày trên kênh VTC6. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.